Tụi mình đang đi bộ ở dưới công viên dưới chân cầu Móng. Bọn mình đang đi về hướng Bến Nhà Rồng. Hiện tại bây giờ là 7 giờ 10 phút và bọn mình đang ở cổng trước của cái Bến Nhà Rồng và Bảo tàng Hồ Chí Minh. Nhưng bác bảo vệ nói là 7 giờ 30 mới bán vé và cho tham quan. Nên bây giờ mình sẽ tiến hóa Pokemon cho các bạn xem nha. Trước tiên là con Snorlax. Mình cho các bạn xem, đây là con Snorlax mà bạn Yumsukun đã ấp trứng 10 km để nở. Em rất là mập. Đây là con Pokemon mà bạn Yumsukun đã tiến hóa từ con Eevee. Con này thì mình thấy có rất là nhiều bạn dùng để thủ gym đấy. Đây là một con hệ nước. Quedragon and Hydropump. Đây là tuyệt chiêu của Pokemon. Con này là con Vaporeon. Bây giờ mình sẽ tiến hóa con Poliwag này nha. Quá trình tiến hóa bắt đầu rồi. Đây là con Nồng Nọc. Wow. Mình thấy không có gì đặc biệt hết á. Nó chỉ là con Lồng Nọc nó bự hơn thôi à. Đúng rồi, nó chỉ bự hơn thôi à. Và cần 100 candy nữa để tiến hóa tiếp lên thế hệ tiếp theo. Con mình vừa tiến hóa là cấp 2. Và cấp 3 của nó thì mình nhìn hình này thấy chắc nó mập hơn nữa quá. Rồi, đây là Bến Nhà Rồng, mình xem thử coi có gì nha. Có cá mới có chim nè. Đây là phòng tập gym. Có một con Snorlax và một con Dragonite. Sẵn đây mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà để tăng sức mạnh cho Pokemon của mình nha. Bây giờ bạn Yumsukun sẽ đầu tư cho con Snorlax này. Đây, nhấn vô Power Up và chọn Yes. Đó. Bạn cần Start Up để Power Up Pokemon mình lên bằng cách là bạn bắt Pokemon và sẽ được thưởng Start Up. Đây, như các bạn đã thấy, mỗi lần mình Power Up thì CP nó sẽ tăng lên. Con nó sẽ tăng lên. Dễ thương quá à. Con này là không có cấp cao nhất rồi.
Đây các bạn thấy hết sao đất rồi. Bây giờ CP là 639 rồi. Và bạn thấy ở đây, mình thấy ở đây có một bạn thủ gym là CP là 2387. Bạn Sơn Soi 06. Đúng rồi. Ở đây có chim thôi à. Chim với cơ. Bên kia mình thấy có 3 phòng gym mà hình như là ở ngoài của ở đây rộng không? Bên kia mình thấy có 3 phòng gym đó nha. Rồi bây giờ là 7:30 rồi, bây giờ bọn mình sẽ mua vé đi vào bến Nhà Rồng nha. $4,000 vé à? Giá vé là $4,000 một vé nha. Rồi đi thôi. Bến Nhà Rồng. Bọn mình đã mua vé xong rồi. Giá vé rất là rẻ. Chỉ là 4.000 một vé thôi. 2.000 một người thôi à. Gì? 2.000 một người hả? Là 4.000 là 2 người hả? 4.000 2 vé nha. $4,000 vé còn rẻ hơn gửi xe nữa. Ở đây có một tòa sen nè. Rồi bây giờ bạn Yusukun sẽ đấu gym cho các bạn xem nha. Rồi bắt đầu đi nào. Giờ mình sẽ đánh gym cho các bạn xem nha. Các bạn sẽ chạm một lần vào Pokemon để tấn công đối phương, và các bạn sẽ vuốt qua bên trái, vuốt qua bên phải để né đòn của đối phương. Các bạn thấy ở bên trên, góc bên trên bên trái có một thanh màu xanh. Khi thanh màu xanh đó đầy thì các bạn có thể sử dụng tuyệt chiêu bằng cách là bấm giữ chạm vào màn hình. Đó, nó đã ghi là đã sử dụng tuyệt chiêu. Đấy, tuyệt chiêu đấy. Rồi xong, chết luôn rồi. Đây, mình sẽ tấn công trước. Khi nào thanh màu xanh ở trên đầy thanh màu xanh thì các bạn mới đánh, mới thấy được tuyệt chiêu. Con Snorlax này rất là mạnh. Mình chỉ đánh demo cho các bạn xem thôi chứ đánh thì không lại đâu. Bên kia có một cái bạn heo phụ mình nữa. Đây rồi, đây là con mèo tiến hóa của đội Hòa Tiễn. Bạn Snorlax vừa xài tuyệt chiêu. Hết giờ rồi, mình sẽ vào lại gym. Đây, đội Hoa Tiễn. Con mèo của đội Hoa Tiễn. Ô, con mèo này rất là yếu luôn á. Nó chỉ biết là wow wow wow. Rồi tuyệt chiêu đây. Tuyệt chiêu. Đó. Không thấm thiết gì hết. Chiêu dưới bạn né lên trên rồi đó. Rồi xong.
con đâu lắc của mình đâu. Rồi đây là hai con heo mập đánh với nhau. Một con, ôi nó thật tuyệt chiêu kìa. Ôi trời ơi, nó chỉ tuyệt chiêu một cái mà là chết hết rồi. Đây á, cho mình yếu nó mấy ngàn nè, nó hai ngàn mấy. Nó hai ngàn ba lần, nó chỉ cần phun một miếng nước bọt thôi là xỉu. Đây là con ngựa lửa. Con này nó quá mạnh rồi bạn ơi. Rồi tuyệt chiêu luôn. Đây là một em rùa đá. Rồi bánh ở bên kia xài tuyệt chiêu nữa rồi. Kia nó biết đấu quá hả? Thôi mình chạy thôi. Chứ cái con gì đâu mà phun nước bọt cái chết queo rồi mà chơi gì. Rồi mình thua rồi. Để giờ mình sẽ phục hồi sức khỏe cho mấy con kia cái đã, để nó chết á. Hiện tại bọn mình đang ở bên ngoài của bến Nhà Rồng nha. Giá vé chỉ có 2.000 một vé thôi. Đây là quang cảnh ở phía sau của bến Nhà Rồng. Đây là cái sông Sài Gòn. Bây giờ còn rất là sớm nên bọn mình chưa thấy người tham quan nhiều. Bên kia là tàu cánh ngầm. Nó chỉ hoạt động vào buổi tối ở trên sông Sài Gòn thôi. Phía bên kia là quận 2. Ở đây buổi chiều rất là mát á. Gió thổi xong. Đây là một chiếc xe kéo này. Ở bên kia cũng là một chiếc xe kéo nữa. Đúng rồi, cái này kéo ngựa, bên kia kéo tay. Chứ bốn bánh kiểu này kéo người sao nổi. Hai bánh thì kéo tay, bốn người thì chắc là kéo ngựa. Sài Gòn những năm 1910 khi Bác Hồ đến và đi tìm đường cứu nước. Ở đây có một chiếc xe hơi của Bác Hồ. Mình thấy đây có ghi là do Việt Kiều Pháp gửi tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1964. Đây có biển số nữa. Biển số 29 A9191. Biển Hà Nội à. Là biển Hà Nội. Rồi, bây giờ bọn mình sẽ đi vào bên trong nha. Mình đang ở bến Nhà Rồng và mình đã đi tham quan một vòng rồi. Mình thấy không có Pokemon đâu.
Ở đằng trước có một cái tượng Bác Hồ lúc còn trẻ. Đây là quang cảnh phía trước hướng về Bitexco. Bên kia là cầu Khánh Hội hướng về quận 1. Mình đang ở hành lang của bến Nhà Rồng. Mình thấy bên đây có 3 Pokemon gần đây. Hiện tại thì nãy giờ mình chưa bắt được Pokemon nào ở trong đây hết. Để mình xem trứng của bạn Sukun được bao nhiêu rồi. Được 1,1 km rồi. Pokemon ơi, xuất hiện đi nào.